chỉ xin đọng giọt tin yêu, chỉ xin Chúa mãi cưng chiều gia tôn. Vâng, mới thế mà đã 25 năm để có gia tôn hôm nay. 25 năm, quãng thời gian không phải là ngắn và cũng chưa quá dài, nhưng đủ để chúng ta nhìn lại mà cảm tạ tri ân Thiên Chúa. Lạy Chúa, con xin bàn tay quan phòng Chúa luôn chở che, gìn giữ họ đạo của chúng con. Chính nhờ bàn tay Chúa mà 25 năm Chúa biến một nơi hoang sơ nên nơi thờ phượng. 25 năm mầm đức tin được lớn mạnh theo dòng thời gian. 25 năm là dấu mốc để họ đạo chúng con trở thành giáo xứ gia tôn. 25 năm họ đạo chúng con đã trải qua những thăng trầm cuộc sống, những vui buồn của kiếp người, để luôn chung kiên hiệp nhất sống động với các vị chủ chăn thay mặt Chúa, với giáo hạt và giáo phận nhà. Từng tín hữu nói riêng và cộng đoàn giáo xứ gia tôn chúng con nói chung, xin được đọng lại những tâm tình tin yêu trong album nhạc này như một nhắc nhở các thế hệ trẻ của giáo xứ, như khơi lên ý thức trách nhiệm của chúng con, nhất là biết nhìn lại để bảo tồn những giá trị tinh thần của giáo xứ, xem xét và đánh giá chặng đường đã qua để rút ra những kinh nghiệm cho chặng đường mới trên đường tiến về chân thiện mỹ. Hướng đến để chúng con có một quyết tâm mới và lòng hăng say nhiệt tình hơn trong đời sống đức tin, để gia tôn thật đúng với tên của mình luôn được tái tạo thêm, làm mới thêm, phát triển thêm. Nhờ đó danh cha được cả sáng, nước cha hiển trị. Mong rằng mọi người sẽ ý thức được vai trò của mình đối với sự nghiệp chung, cùng nắm tay nhau truyền sang cho nhau hơi ấm và niềm tin, để làm cho gia sản của giáo xứ thêm phát triển và giáo hội luôn lớn mạnh trong đức Kitô.